Nǐ men hǎo. Dì shí kè. Bài 10 tương ứng với phần tiếp theo của bài 17 quyển 2. Đầu tiên hãy hỏi, chúng ta đi thế nào nhỉ? Zǎn men zěnme qù nè? Ở đây hai bên đều hiểu điểm đến là hiệu sách nên dùng qù, không dùng zǒu. Đi thế nào? Zěnme qù? Đi thế nào nhỉ? Zěnme qù nè? Chúng ta đi thế nào nhỉ? Zǎn men zěnme qù nè? Ngồi xe đi đi. Zuǒ chē qù bǎ. Bây giờ là từ chật, chen. Chỉ. Chỉ. Quá chật rồi. Thài chỉ lợ. Thài chỉ lợ. Trên xe rất chật. Chưa sang hẳn chỉ. Chưa sang hẳn chỉ. Ngồi xe quá chật. Zuǒ chē tài chỉ. Zuǒ chē tài chỉ. Hôm nay thứ bảy, ngồi xe quá chật. Xin thiên xin chí liệu, zuǒ chē tài chỉ. Xin thiên xin chí liệu, zuǒ chē tài chỉ. Hãy hỏi lại, chúng ta đi thế nào nhỉ? Zǎn men zěnme qù nè? Ngồi xe đi đi. Zuǒ chē qù bǎ. Hôm nay thứ bảy, ngồi xe quá chật. Jīn tiān xīng qī liǔ, zuǒ chē tài jǐ. Jīn tiān xīng qī liǔ, zuǒ chē tài jǐ. Bây giờ là từ lái, chỉ lái xe máy, xe đạp. Chí. Chí. Âm Hán Việt là kỵ, còn có nghĩa là cưỡi trong cưỡi ngựa. Lái xe, chỉ xe máy, xe đạp. Chí chưa. Chí chưa. Lái xe đi. Chí chưa chỉ. Chí chưa chỉ. Thường hay lái xe đi. Tráng chí chưa chỉ. Tráng chí chưa chỉ. Cùng lái xe đi. Y chỉ chí chưa chỉ. Y chỉ chí chưa chỉ. Rất ít lái xe đi. Hẳn sào chí chưa chỉ. Hẳn sào chí chưa chỉ. Lái xe đi thế nào? Chí chưa chỉ dẫn mấy ạ? Chí chưa chỉ dẫn mấy ạ? Hãy hỏi lại, chúng ta đi thế nào nhỉ? Zǎn men zěnme qù nè? Zǎn men zěnme qù nè? Ngồi xe đi đi. Zuǒ chē qù bǎ. Zuǒ chē qù bǎ. Hôm nay thứ bảy, ngồi xe quá chật. Jīn tiān xīng qī liǔ, zuǒ chē tài jǐ. Jīn tiān xīng qī liǔ, zuǒ chē tài jǐ.
Lái xe đi thế nào? 骑车去怎么样? 骑车去怎么样? Bây giờ là từ được. 行 行 Từ này có âm đọc là kháng trong yin kháng. Âm Hán Việt là hàng. Và trong bài này là xính. Âm Hán Việt là hành. Xính. Xính. Trường hợp này cũng có thể đáp lại là khảo. Từ khảo có nghĩa là tốt. Dùng để đồng ý sẽ có ý việc đó tốt, ổn. Còn từ xính có ý là thực hiện được. Được không? Xính mà. Xính mà. Được. Xính. Xính. Không được. Bù xính. Bù xính. Ngày mai không được. Mình có việc. Mình thiên bù xính. Wǒ yǒu shì. Mình thiên bù xính. Wǒ yǒu shì. Việc hôm nay không được. 今天的事儿不行. 今天的事儿不行. Hãy hỏi lại, chúng ta đi thế nào nhỉ? 咱们怎么去呢? Ngồi xe đi đi. 坐车去吧. Hôm nay thứ bảy ngồi xe quá đông. 今天星期六坐车太挤. Lái xe đi thế nào? 骑车去怎么样? 骑车去怎么样? Được. 行. 行. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bánh bao. Bao tử. Quýt bán thế nào? Chúy tử dẫn mắm mải. Xin hãy đếm thử xem. Chính sủ ỉ sủ. Chính sủ sủ. Chính sủ ý xả. Di động của thư ký Lâm. Lín mỉ su đờ sầu chi. Nghe nói đọc viết. Thinh xua đủ xỉa. Nặng hay không? Trùng bố trùng. Lá trà. Trái dễ. Ba cái bút. San trư bỉ. Màu gì? Sớm mây yến sửa. Làm công việc gì? 做什么工作? Luật sư. 律师. Rất yên tĩnh. 很安静. Buổi tối. 晚上. Hoặc là làm luyện tập. 或者做练习. Nhận gửi email. 收发 email. Đi công viên chơi. 去公园玩. Lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài. 我出来的时候.
Đang nghe ghiêm bài khóa mà. Trần thính khở vấn lũ y nè. Có việc. Yếu sở. Cùng đi hiệu sách. Y chỉ chú ý sang tiền. Muốn mua một quyển. Sáng máy y bẩn. Ngồi xe quá chật, đi xe quá chật. Dùa chưa thải chỉ. Lái xe đi cũng được, chỉ lái xe máy xe đạp. Chứ chưa chủy也行.